Xin chào mọi người, mình là Phương, một thành viên của team Sepan. Chào mừng mọi người đến với phần mới trong series livestream đàm thoại về tiền mã hóa cùng Sepan. Hôm nay chúng ta sẽ nói về nâng cấp vi cứng X1, Sepan và cụ thể là phần sụn firmware. Nếu các bạn có bất cứ câu hỏi nào trong quá trình stream diễn ra thì hãy để lại phần bình luận ngay bên dưới nhé. Trước tiên mình sẽ truy cập vào trang web của Sepan và ấn vào download. Ở đây chúng ta có ba cái cập nhật. Download là mobile browser và firmware thì mình sẽ chọn firmware. Và đây nó sẽ có hướng dẫn cho mình cách để mình có thể cập nhật cái firmware này Và ở đây mình đang muốn cập nhật vi cứng x1 Thế nên mình sẽ ấn vào Learn More mẫu x1 Tại trong web này thì Sepan sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để xem series number của thiết bị của bạn Và phiên bản chương trình cơ sở của vi cứng x1 của mình Ở đây thì chúng ta sẽ vào setting, sau đó vào mục about và kéo xuống dưới mình có thể thấy được cái phiên bản của thiết bị của mình và mình có thể thấy được cái serial number của thiết bị của mình. Và mình cần lưu lại cái serial number này để lúc nữa mình có thể uh, tìm cái phiên bản firmware của cái thiết bị của mình. Tiếp theo thì mình sẽ thao tác ở trên thiết bị X1. Thì với thiết bị X1 này mọi người cần phải bật thiết bị lên. Chúng ta sẽ ấn giữ nút nguồn để khởi động thiết bị sau đó ở phần giao diện thì mình sẽ sang phần cài đặt có biểu tượng là bánh răng sau đó ấn ok và phần setting và mình kéo xuống dưới để tìm mục about và ấn ok thì ở đây mình thấy được cái type version và cái n series number của thiết bị của mình và mình cần phải lưu lại cái series number này sau khi đã có serial number thì mọi người hãy nhập cái serial number này vào phần tìm ở trên trang web và ấn download và có một vài điều quan trọng bạn cần lưu ý trước khi nâng cấp là trước khi nâng cấp bạn cần phải đảm bảo cái cụm từ ghi nhớ seed phrase của bạn được sao lưu và lưu trữ an toàn để tránh mất mát có thể xảy ra do lỗi nâng cấp và thứ hai là bạn cần phải đọc kỹ các nguyên tắc và làm theo các bước để hoàn tất quá trình nâng cấp cái việc nâng cấp này có thể sẽ không thành công nếu bạn bỏ qua những lưu ý trong từng bước và bạn có thể bắt đầu nâng cấp vì cứng x1 sepan của mình trong ba bước đơn giản bước thứ nhất là bạn cần phải tải xuống cái chương trình này cơ sở này thì ở đầu trang này thì bạn hãy cái nhập cái serial number của cái thiết bị của mình mà mình vừa mới lấy từ vì x1 và tải cái chương trình này xuống với dạng file tên là upgrade.bin về uh, máy tính của mình và xin lưu ý rằng là cái hiện tại cái bảng nâng cấp sepa này không trợ không hỗ trợ nâng cấp thiết bị di động và lưu ý thứ hai là nếu như cái tên chương trình cơ sở là upgrade.bin mở ngoặc một hoặc là upgrade.bin 2 thì có thể là bạn đã tải cái chương trình hôm trước đó và bạn cần phải đảm bảo rằng bạn đổi cái tên nó thành upgrade.bin nếu không thiết bị có thể sẽ không thể phát hiện và đọc được trong bước tiếp theo. Rồi sau khi bạn đã tải xuống cái um, cái tệp upgrade.bin thì bạn sẽ vào bước 2. Và vào bước nâng cấp thì bạn cần phải khởi động thiết bị Sepan X1. Sau đó vào mục uh, setting. Và kéo xuống mình sẽ chọn mục Upgrade, ấn OK. Chỗ này thì đang lưu ý là bạn hãy backup lại cái seed phrase của mình. Sau khi bạn đã đọc và làm theo là đã backup cái seed phrase thì mình sẽ ấn OK. Sau đó mình cần kết nối ví x 1 pan với thiết bị máy tính của mình. Và đây sau khi mình kết nối thì mình ấn OK. Chỗ này thì người ta hiện đây là no firmware detected Cái lỗi này có bởi vì là chúng ta chưa kéo cái tệp chương trình cơ sở upgrade bin và đi ảo của ví Cách giải quyết rất là đơn giản, mọi người có thể nhìn lên màn hình máy tính của mình Thì mình sẽ kéo cái tệp upgrade.bin vào cái tệp wallet y -e. Đây là cái tệp, um, đây là cái đi ảo của ví Quay trở lại với thiết bị X1 thì chúng ta ở đây ấn OK thì ở đây sau khi mình đã kéo cái tệp uh, upgrade chân pin vào cái ổ e đó Thì uh, tức khắc là cái ví của mình sẽ check được cái file đó Và nó sẽ tự động chạy Và chúng ta sẽ đến với bước 3 là bắt đầu nâng cấp Thì sau khi chúng ta kéo tệp chương trình cơ sở upgrade chân pin vào địa ảo của ví Thì mình sẽ ấn ấn là uh, upgrade nâng cấp trên thiết bị Cepan X1 Thiết bị sẽ bắt đầu tự động nâng cấp, bạn chỉ cần đợi từ 1 đến 3 phút cho đến khi mà thiết bị được nâng cấp Và vậy là bạn đã hoàn thành nâng cấp ví cứng X1 Cepan của mình Lưu ý là ở đây bạn không cần phải mở cái tập tin firmware ra và chỉ cần kéo vào địa là được Và đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ hôm nay về hướng dẫn đầy đủ về nâng cấp firmware ví cứng x1 pan cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian tham gia buổi stream hôm nay mình hy vọng các thông tin của mình cung cấp cho mọi người hôm nay là hữu ích nếu mọi người có bất cứ câu hỏi nào thì hãy đặt câu hỏi phần bình luận bên dưới nhé hẹn gặp mọi người vào buổi stream tiếp theo tạm biệt